Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết, chị Hương Liên. Và chiều nay thì Hà Nội có vẻ như trời cũng hửng nắng hơn, dễ chịu hơn. Tiếp theo trong tối nay thì thời tiết sẽ như thế nào? Vâng anh Dương, khả năng là đêm nay và sáng mai thì Hà Nội sẽ có mưa dông trở lại. Cùng với Hà Nội, khu vực Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có mưa trong đêm nay và sáng mai. Trời mưa vừa mưa to với lượng phổ biến từ 20 đến 50mm. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa trên nền đất đá đang ngậm no nước rất dễ gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Sạt lở hay lũ quét thường ập đến rất nhanh và càng nguy hiểm hơn khi xảy ra vào ban đêm. Vì vậy, bà con tuyệt đối không ngủ lại các lán trại trên đồi nương, thường xuyên quan sát xung quanh nhà. Hãy nhanh chóng di rời nếu thấy có dấu hiệu bất thường như là các vết lún nứt tường nhà. Đến trưa chiều mai, mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ ngớt dần, nhiều nơi còn hửng nắng. Vì thế, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ tăng nhẹ lên cao nhất là 29 đến 32 độ. Đây vẫn là mức nhiệt vừa phải, nhìn chung thời tiết khá là dễ chịu. Lui xuống Tây Nguyên Nam Bộ, dự báo mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành hơn trong chiều mai. Dự báo có nơi mưa to trên 50mm, nguy cơ gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị. Đồng thời trong cơn dông, quý vị cần cảnh giác với gió giật mạnh và sấm sét đi kèm. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Hà Nội dự báo 2 ngày tới sẽ có mưa về đêm và sáng sớm, trời mát mẻ 25 độ. Còn trưa và chiều có nắng, thời tiết nóng nhẹ với mức nhiệt 30-31 độ. Đà Nẵng sẽ có mưa dông trong chiều tối mai, còn lại phần lớn thời gian cuối tuần này trời tạnh giáo có nắng. Giữa trưa và đầu giờ chiều quý vị sẽ thấy khá nóng khi nhiệt độ tăng lên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo cũng có mưa dông vào chiều tối 2 ngày tới, tiềm ẩn gió giật và sấm sét đi kèm. Còn ban ngày trời nắng, khá nóng, 32-33 độ.